Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay khoa học rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào anh em. Tôi Đức Trẻ chào anh em. Tôi Văn Tiến chào anh em. Tôi Mạnh Bánh chào anh em. Ông Mạnh Bánh à? Thế quần xuông áo bó đâu? Hôm nay quên không mặc. Ok con ạ. Quay trở lại với chủ đề của clip ngày hôm nay thì lần trước anh em mình đã mua một con dê về và làm một cái món gọi là dê nướng mật ong. Thì sau cái clip đó thì các bạn có yêu cầu rất là nhiều, bảo mình làm cái món gọi là dê nướng siêu cay đi. Thì hôm nay thì mình đã quyết định mua thêm một con dê về và sẽ làm món dê nướng siêu cay và thưởng thức thử xem nó có ngon hơn cái món dê nướng mật ong của anh em mình làm lần trước không. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem con dê mà mình đã mua. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là con dê 20kg mà mình đã mua các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ phải đem đi để làm thịt. Nhưng mà trước khi mà đem đi làm thịt thì sẽ phải làm cho hết hôi. Đó chính là em Tiến sẽ dắt con dê này đi dạo khoảng độ 1 tiếng để cho hết hôi luôn các bạn ạ. Và anh em mình sẽ làm thịt. Nhưng mà vì một số chính sách của YouTube nên là mình sẽ không quay cảnh giết mổ và làm thịt. Nào Tiến em dắt đi đi. Anh ơi. Hả? Nhưng mà dắt nó đi nhiều chứ phải chảy mồ hôi là bị hoi lách chẳng cả. Bị làm sao á? Hoi lách. Hoặc nếu mà em dắt một tiếng mà nó kiểu không hết hôi hoặc là bị hoi lách thì lúc đó tính tiếp. Em biết rồi. Em có cái lọ mà nó lăn lách ra lăn cho nó vài đường à, hết hôi mà. Thế bây giờ em dắt đi dạo đi. Vậy là sau hơn 2 tiếng anh em mình quằn quại, anh em mình thịt con dê thì cuối cùng cũng đã xong các bạn ạ. Bởi vì không có kỹ năng chuyên nghiệp nên là thịt dê cái chân và cái tai còn rất là nhiều lông, còn người thì rất là trắng rồi. Bây giờ anh em mình sẽ phải dùng khò để khò qua cho sạch hết mấy cái lông của chân đi các bạn ạ. Anh ơi. Hả? Anh mà muốn mà sạch hết mà chuyên nghiệp ấy, anh cứ mua chục con dê về. Thịt dần chuyên nghiệp hết đây. Ok. Còn bên này thì bạn Lâm đang làm một chút nội tạng của con dê đó các bạn ạ. Bạn còn thâu bịa dê làm nào đấy. Đó. Thôi bạn ạ, thôi bịa ấy bỏ. Bạn làm xong đi đấy, nhưng mình vào ăn cơm. Bởi vì bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, nhưng mình cố gắng làm cho sạch qua con dê là sẽ vào ăn cơm xong tiếp tục là, công việc nướng. Làm một bát cho và anh cho anh em thưởng thức. Thôi bạn làm đi. Wow. Ui giời. Ôi em để một ít đổ vào trong bụng. Đổ trong bụng. Này dùng thau lưỡi. Bạn sát sát vào, bạn sát sát vào bên trong nữa. Đổ vừa thôi. Vừa thôi. Đã chảy. Ở kia thì bạn Khoa đang gióm than rồi con ạ. Bởi vì nhà Tiến làm lại sân nên là anh em mình đã hàn hẳn bằng cái chân kia luôn. Không thể dùng bằng cái chân tre nữa. Thay vào đó là chân sắt. Ra rồi. Ui. Wow. Thơm rồi. Ngồi đấy vẫn ngửi thấy mùi thơm. Anh ăn luôn ạ. Ôi, đang có nửa rồi. Cái ăn khỏi. Vậy là như mình đã cố định xong con dê rồi các bạn ạ. Bây giờ như mình sẽ cho lên để nướng thôi. Đó đi bạn cho vào để nướng đi.
Bạn thử quay xem ok không nào? Đó, thôi thôi anh em vào để ăn cơm thôi. Ở bên này thì dì đã nấu cơm sẵn cho anh em mình rồi. Bây giờ anh em mình sẽ vào để đánh chén cơm thôi. Đây là bữa trưa của anh em mình các bạn ạ. Ăn xong là sẽ ra thay cho bạn Khoa. Bạn Khoa chịu khó ngồi quay một lát. Anh em ăn xong sẽ thay ra cho bạn nhá. Mời các bạn nhá. Ăn ngoài trời này hơi run. Không, ăn ngoài trời này cảm giác rất là ok. Lại được ngồi sân mới nhà Tiến vừa làm xong. Đây có món gì đây ạ? Ăn trưa nhá. Sốt vang xong từ nãy nhưng mà kiểu trời lạnh nên là thành bị đông luôn các bạn ạ. Rồi lem. Anh ở đây là món đậu thịt om dừa. Trứng, rau. Anh em quay con dê này chắc khoảng độ 3 tiếng chắc là chín. Em nghĩ chắc là ăn cơm xong không ăn thịt dê đâu. Ăn cơm không lo được. Để ăn một bát thôi để bụng. Ăn một bát để bụng đi còn ăn dê. Đi với đá cả cái đùi dê. Rồi. Ủa, bốc khói nhỉ? Wow. Ui giời bên trong. Ui mùi lướt. Để cho. Ui, chín anh ạ. Nướng 3 tiếng mà không chín nữa thì. Wow. Ui. Wow. Ui. Ui, thịt trắng trắng. Anh chặt nhanh nhanh tay lên đói đúng không? Xem thôi hả? Chặt lấy lễ lên. Ngồi đi, ngồi em ngồi đi. Ngoài này em ngồi lên chờ mà xếp nó dãi. Thôi lấy tay hứng đi hả? Lấy tay hứng không có dư. Thôi còn tiếp nó lấy cái chậu vào. Anh em ngồi đang lưng miếng là chảy hết xuống đất rồi các bạn ạ. Anh em không biết cái da nó dài không nhỉ? Tí thưởng thức thử xem. Bạn cho em Mạnh một tí da thưởng thức thử xem nào. Đấy. Ôi, không chịu nữa rồi. Mời các bạn nha. Một thằng ăn mà 500 nghìn. Được không? Ê, nó khá là dài. Ngon chứ? Ngon. Đây, để anh Lâm chặt lốt và anh nhìn vào thưởng thức thôi. Vừa nãy như mình đã chặt xong rồi con ạ. Bây giờ sẽ đến bước anh mình thưởng thức món dê nướng siêu cay này thôi. Mất nguyên một ngày để có thể nướng chín được con dê này. Anh, hả? Cho em thử cái đầu. Đây, đây. Nước ngọt bia cứ bật ra đi. Anh này, wow. Ăn nhìn, cẩn thận đừng bị cắm sừng nhá. Nhìn phê nhỉ? Sừng chắc quá. Cắn tai. Mời các bạn nhé. Tiến, hôn nó cái.
Giải giải. Hàng kia thưởng thức đi. Không giải quyết được em. Nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ. Dài quá à? Thôi dài, cứ dài quá thôi em ơi. Ăn thiệt đi. Mới gọi nhá. Quỳ ngon. Quá quỳ các bạn. Quỳ mải. Anh ấy ngon lắm anh ạ. Dài ngon lắm. Dài quá. Ngon. Cay. Mời các bạn nhé. Làm thử nướng thịt. Ăn ăn ngon. Mời tất cả mọi người nhé. Có à? Mời các bạn nha. Cay quá. Ngon. Ngon này. Ăn quê lại. Sao đấy? Quên mày đi ăn món dài này thì mày dặn. Ủa anh, trong thời mày em có cục gái mày quá. Mấy mày à? Đá con thua. Ừ, điên. Nói em muốn bỏ đây, muốn bỏ đây. Các bạn ơi. Solo vào đây. Rồi. Cây ngon à, da này ngon hơn da lợn mắm. Ủa anh ơi. Hả? Anh đổ nước cho bụng giờ ăn ngon, nó thơm lắm anh ạ. Cây. Ngấm mắm luôn. Ngấm mắm vào. Ngấm vào ấy. Thế bò à? Nhưng mà xì mật ong xong rồi, siêu cay ngon hơn. Bạn thấy nó ngon hơn chưa? Ngon hơn, cay. Dạ. Yeah. Thì tôi vào thưởng thức thử xem là có ngon hơn thật hay không nhá. Có khi em ăn tối chứ đâu phải ăn cơm anh ạ. Ăn đi. Ngon lương mật ong. Đang cái dép này ăn tí cay cay vào, ui ấm ấm rồi. Mình giống hết người. Ô thế sao anh em mình không để trên nó như hôm qua anh? Úi dồi, để lõi lắm lắm. Để trên nó xong anh em mình cứ ăn đến đâu anh em mình cầm dao xẻo ăn đấy. Ấm hơn anh ạ. Ngồi đây hơi lạnh đấy. Chín được thịt rồi. À, làm vịt rau thơm này. Rồi vậy cái bánh bao dầu à? Bánh dầu thơm lắm này, ngon lắm. Nãy anh để rau gửi mâm cái này. Coi là hoa. Trang trí à? Em gửi nhà cầm nó đỡ phải với. Rút con cụm đầy là hoa luôn. Nhưng mà không uống công sức anh em mình tâm huyết cả ngày mới ngon thôi. Ui này. Phần này có súp. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món dê nướng siêu cay các bạn ạ. Rồi luôn. Nhìn ngon vãi trưởng. Mình mời tất cả mọi người nhá. Xé từ từ này kiểu nhân mực. Anh ăn rau ốc thơm lắm anh ạ. Ăn rau thơm lắm anh ạ. Ăn rau. Ngon lắm nhỉ. Bạn thấy cay không? Cay. Dê gác bếp. Dê mắc cay rồi. Bạn biết đi bạn. Anh, nhưng mà con này sao không mất được cái mùi đặc trưng. Cho anh, hiện tại anh ăn chắc, chưa thấy. Chắc rất bộ chứ đủ nhỉ. Ừ, mà anh chưa thấy mùi đặc trưng ấy. Thì là bạn ăn đùi trước. Anh ăn cái đùi ấy anh. Cái đùi đó. Anh em mình uống nước ngọt nào. Hai bà Dung. Hai bà Dung. Ăn cái da này có một chút giòn giòn. Một chút dai dai. Ngon nhỉ? Da con này nó dai hơn cái da con nở mãn ở trước ấy. Anh à, thịt kiểu như xé sợi vậy. Dung mực đấy. Mực à, ăn dung mực đấy. Cây được. Cây gì, cây gì mấy. Ngon đấy. Bình nhỉ? Ừ. Mình thử chui chui. Rồi tôi không ấy. Tôi không à? Để đấy anh em lao vào chứ em. Xin phép các bạn là mình cắn miếng chui nhá. Ok. Ôi thôi em ơi, không ăn được đâu. Trời ơi. Tưởng ngon ăn à? Hả? Ăn cay. Cái cày cắn được phát thì phì. Mắc dai. Dai à mày? Thì nếu lần sau mà muốn ăn phải mài răng ở nhà trước đi. Mài ở máy ra. Chứ sao phải nhớ lời anh Quảng Nhận là mày mài răng trước khi ăn con này. Tôi đi ăn món gì dai rồi phải hỏi anh Vũ trước. Phải mài răng. Cày quá. Ở đây, làm tí cho mát họng. Ok, bạn uống. Mát. Ôi sao anh mà. Tôi chờ thấy món này hôm nay chưa nào? Món này ăn rất là ngon. Ngon hơn là lương mật ong. Đây là kiểu lương đặc trưng của kênh Kem Hữu Bộ. Ăn rất là ngon. Còn anh em nào có ý kiến gì về món này không? Em ạ. Lần sau anh mua thuốc trị hôi cho nó đi.
anh ăn có thấy hôi đâu? Đâu, nhai cái thịt bên trong của nó chỉ có hơi hơi cảm giác thôi. Chắc là rắt thì rắt nhiều rồi, nó hết mùi nhiều anh rồi. Anh ăn chỗ này là hơi hơi một chút thôi. Viêm cánh nhỉ? Lúc sáng dắt nó về rồi chưa ngửi nên là không biết nó có bị không. Con này ăn cảm giác thì nó còn dai hơn con lợn mãn lần trước này. Chắc thử. Không, anh nghĩ là ăn phần da ở chỗ bên ngoài thì mới thấy hơi hơi mùi. Hay là hôm nay dắt còn ăn thịt bên trong thơm ngọt nữa. Dắt chạy nhiều. Ngon mà, bên trong rất là ngon luôn. Nhưng mà tôi chả cảm nhận được mùi gì cả, tôi chỉ thấy mùi của siêu cay thơm ngon. Ăn dê mà không thấy mùi gì á? Không, tôi chỉ cảm thấy sợ mình rất dê hơn. Rất dê hơn. Còn với em thì em ăn em sợ bị cắm sừng. Anh có ăn thử tí sừng. Thật sự đây là công sức của tất cả anh em đi từ sáng quay con dê này từ sáng luôn các bạn ạ. Các bạn theo dõi video chắc là cũng biết rồi. Nên là nếu các bạn có xem được video này thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ như mình nha. Để không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của như mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.